Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Nhân vật Sài Gòn là du lịch nhé. Hiện tại đang có mặt bên đường Nguyễn Minh Triều. Hôm nay qua đây chia sẻ giới thiệu đến cô chú anh bạn, đó là chị gái bán 7 ngày 7 món. Thấy ở đây bán đông khách, mình quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú bạn hai cái làm buổi sáng thì mình ghé đây mua mang đi nhé. Ở đây khách có ngồi ăn ở trên vỉa hè đấy, rất đông luôn đó. Bây giờ mình đến đây này, quá trời luôn. Xe mình để đây, còn vào đây mình ngồi ăn sẽ dài theo cái vỉa hè này. Đây có một cái quán cà phê rất đẹp, to. View này gọi là triệu đô đó cả nhà. Thoáng mát nha. Đây chị bán là ngay góc đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Hai Bà Trưng. Sau đây mình sẽ vô đó mình quay chị làm đồ ăn giới thiệu đến quý bạn cùng đón xem nhé. Bây giờ mình vô cái xe của hai chị rồi. Em chào hai chị nhá. Hôm nay mình bán món gì hả chị? Hôm nay ngày thứ ba chị bán bún bò nhé, bún bò Huế. Bún món là của người Huế luôn. Bún bò Huế này mình bán bao nhiêu tiền phần chị? 30k. Có bò tái nữa. Tái đó cả nhà. 30k một tô bún bò Huế. Ở đây cái thời gian mở bán từ 6 giờ cho đến 9 giờ. Giá tiền là 30.000 một tô bún bò Huế. Mập ra. Bữa nay mình biến bán một tuần 3 ngày bún bò chị. Đúng rồi. Yeah. Ngày thứ mấy, ngày thứ mấy nhỉ? Thứ 3, thứ 6, chủ nhật. Dạ. Coi như chủ nhật mình cũng bán luôn á. Dạ. Không nghỉ ngày nào. Đây là nồi nước lèo. Bún bò Huế ở đây thấy có chả, có thịt he, bò, rồi bò viên, tái. Quán đây là dân không ngon, không lấy tiền. Tô đó 30 rồi chị? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Bữa nay quán mình, xe của mình có cái view triệu đô ha, đẹp quá. Nguyên một quán cà phê to lớn. Bây giờ mình cho thêm thịt vô đó. Quá trời gân, nạc. Dạ. Có nhiều người thích ăn gân. Dạ. Đây là hai loại chả chị hả? Chả bò với chả cây. Dạ. Em về đi em. Dạ. Lấy em bỏ hồ em hết, có giò hả? Có giò, có gân, có nạc. Lấy em gân với chả. Rau sống hay là ít trúng nha, ít trúng rồi. Rau sống hay đồ trùng bé? Rau sống, rau sống. Chị bỏ vô đây miếng ớt rồi bỏ riêng. Bỏ chung đi. Bữa nay thấy mình đầu tư ở bàn cho khách ngồi ăn rồi hả? Lên đời rồi. Hôm nay chị có vốn rồi. Dạ. Yeah.
nãy lấy cái gì quên rồi? Gân với chả. Gân với chả. Của em bao nhiêu vậy? 30 em. Lên liếm mình đẹp lắm. Dạ, bữa nay là thấy cái khung cảnh ở đây rất đẹp. Đến quá trời. Mai qua dẹp cái bàn thì lên đi thôi. Đồ đó 30 ngàn, nó nặng quá chả. Cô này cho anh Dũng. Tơ ca mi gói. Cô cúng. Lâu lắm rồi nhớ mấy mi quay lại nha. Dạ. Một cúng một mi phải không chị? Ừ. Mì gói cũng giá tiền 30 luôn nè chị. Đúng rồi, đúng rồi. Tổng cộng qua nước đi để người ta ăn nó đâu còn đứng lên. Quay xe đi em là anh nắm đây luôn hả? Nắm đây luôn. Rồi đi ghế ngồi nhìn em luôn. Chị sẽ trục với rau cho vào cái tô luôn. Em một bà tán về. Ngày chị mai đưa cho hai đứa con gái luôn. Này chỉ có sắm bàn cho khách ngồi luôn, thoáng mát ở trên vỉa hè. Tái gân hả? Rồi. Thấy cái món tái này hấp dẫn này, nóng hổi luôn á, trục. Mèo. Dạ.
lên đâu cũng kịp luôn. Dạ. Đâu đâu có dừng em đi mà. Đâu đâu có dừng. Giờ đến họ lượt làm cho khách mang đi. Dài trên vỉa hè luôn. Đúng hả? Có tiền không?
con gái đi về đâu sống. Mới có 7 giờ sáng thôi mà thấy đông quá trời luôn. Cái gì đầy đủ ha? Đầy đủ luôn ha? À, đừng, đừng lấy giá, đừng lấy giá. Không đâu giá. À, lấy giá, lấy không muốn thôi. Lấy giá. 30 tới 20. Ớt nhiều không gì? À, cho ớt nhé. Em đi ớt. Tờ mới được nghỉ tay hả chị? Giờ ngày sáng giờ chị lên lên nhà chị làm. Vâng. Vô mấy phần gì? Đó dầu điều đúng không chị? Dầu điều, nay dầu điều mắc lắm. Kia nửa ký có 30 mấy ngàn, bữa nay trăm mấy ngàn yeah. ký á. Điều với tiêu, các bạn cũng vậy, tiêu với rẻ này cũng mắc. Em đã tiêu điều. Hai. Lên nó lên được anh lên. Giờ người ta cắt tiêu mà cắt điều người ta trồng sầu riêng hết rồi. Có bởi vậy năm nay sầu riêng với hút anh. Dạ. Thành ra mấy cái đó giờ nó mắc. Ừ, nó trăm mấy ngàn, mấy tiêu á. Dạ. Khách ngồi trong quán đó có thể kêu ăn được. Chỉ bưng qua cái bờ rào thôi. Cô ăn mì gói thì nó chịu tự làm. Không biết rồi, không dân hả? Tiền hả chị ơi? Toàn người đẹp đến ăn bún bò.
Lấy ớt nha chị. Không ớt hả? Viêm họng rồi. Khi nào chị rảnh chị làm nhé, một tô mang về nhé. Dạ. Làm giống mang về đi. Đó, sau đây mình xin kết thúc video á. Cảm ơn cô chú bạn rất nhiều nhé.